chưa bán ve chai nữa anh Khải. Kêu hoài mà bán vô. Tại gia đình mình kêu anh bán bớt ve chai cho nhà nó sạch sẽ kìa. Biết rồi, nhưng mà cái là đang dịch bệnh, người ta không chịu vô mua. Vậy nha mọi người, đang dịch bệnh. Chứ còn đây là đóng ve chai đó chứ đâu mà bỏ được. Đang dịch bệnh người ta không vô mua chứ không phải là anh Khải cố tình muốn để vậy nha mọi người. Chứ còn cái đống đồ này này mình, nếu người ta gọi là dân chuyên nghiệp phải đúng không? Tính đi mua cái thùng đựng đồ nghề á, mỗi lần mình làm là mình bỏ vô cái đồng đem ra mình làm thôi. Khỏi phải mất công đúng không? Tiền đúng. Có cực lắm luôn. Đúng rồi, mua đi, tầm 300 ngàn một cái hộp á. Thiệt. Ông làm gì nó cố vậy trời. 300 ngàn đó. Chứ sao tôi nghe nói được có 20-30 ngàn gì. 20-30 ngàn thì anh ra mua chai nhựa mà làm. Có luôn hả? Anh đòi 20-30 ngàn thì vậy thôi. Vậy chứ còn thấp hơn nữa không? Không mất tiền. Rồi bỏ dưới đây thì cũng được, nhưng mà lấy ra nó cực lắm thằng. À, không mất tiền mà. Thì biết rồi, nhưng mà khi mình lấy ra chẳng lẽ gì ngồi sọc lấy ra một bỏ một đống đồ đây đúng không? Nhiều đi. Nó như dây nhợ rồi sao? Rồi còn cái này bỏ vô đúng không? Anh khó khăn quá, đưa em 300 ngàn đi em mua coi. Rồi lấy sao? Mày khó khăn đưa 300 ngàn đây. Thôi, không mất tiền. Mày xả cái này đi. Không mất tiền. Nhưng mà lấy ra khó. Nội mình thời gian cái đập mất tiêu rồi đó. Ừ nè, lấy đồ cắt, chia đồ đó ra. Rồi sao đựng? Chia đồ đi, anh sẽ thấy được điều bí mật bên trong. Phải không? Ừ. Để xin gỡ này ra đây. Anh chia đôi ra, nó cũng lòi ra. Ủa vậy hả? Ừ. Nhắc đúng không? Ừ. Chia giữa này hết luôn hả? Ừ. Thì nhưng mà nó kia nó chằn quạt thì sao mà đựng? Anh chưa cắt mà sao biết nó chằn quạt? Sao mình không cắt ngang vậy nè? Rồi mình bỏ vô. Anh chưa cắt mà. Cắt hả? Ừ. Cắt bỏ cái ủng của mình không? Mình đang cũng dục mà. Thì biết rồi mà có ủng không? Dục ủng gì nữa. Anh cứ chia ra đi. Em đựng gì đựng chứ. Ừ. Nếu mà anh có cái bình dày, anh xài bình dày ngon hơn anh Khải. Bình dày hả? Ừ. Mấy cái bình... mình tận dụng đi chứ giờ đi mua bình dày tốn tiền nữa trời. Thì nói vậy đó, ý là vậy đó. Mấy cái bình đựng hóa chất á, nó dày á. Ok. Sao? Rồi. Mở vô. Mở vô. Xong. Cái gì nó rớt hay sao? Đồ hả? Lấy cái làm cái bỏ ra. Mở ra. Anh lên. Đấy. Lại cắt. Ừ. Rồi muốn xài mở ra. Đúng rồi. Đồ, em cái này hiện đại với ta, tính ra đâu tốn tiền đâu trời. Đúng rồi. Cái này nhựa cứng xài tốt hơn. Nhưng mà hiện tại mình làm ở nhà mình không có sách đi đâu, cho nên mình cứ làm nhựa này cho nó ok rồi. Nếu mà muốn xách đi á thì là xài nhựa cứng ok hơn. Cũng được, cũng em mà. Cái này gọi là cái gì ta? Đó, đường thùng đồ nghề đúng không? Rồi, thùng đồ nghề. Đó. Đơn giản vậy thôi. Tiền lời 5.000 bạc. Ừ, 5.000 hả? 5.000. Được, cũng được. Nói chia sẻ anh vậy thôi đó. Đúng. Đó, mọi người có ý kiến nào hãy bình luận ở dưới nha. Chúc đại gia đình xem video vui vẻ. Sắp bò vô.